Nghiêm! Chào cơ! Chào! Vĩ đại sẵn sàng. Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các thầy cô giáo về dự lễ khai giảng trường tiểu học Cổ Đông hôm nay. Sau đây, xin kính mời cô hiệu trưởng nhà trường lên đánh trống khai mạc. 2, 3. Nghiêm, mời đội cờ, đội trống về vị trí.